vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay thứ sáu, ngày 25 tháng 11. Mô hình giao dịch lưu động trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, giúp người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thuận lợi dễ dàng hơn. Cần một giải pháp đồng bộ khả thi chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung phóng sự trong phần tin trong nước. Tin thế giới, lực lượng phiến quân ở Aleppo đang nằm trong vòng vây của quân đội Syria, đồng ý với kế hoạch của Liên Hiệp Quốc về phân phối viện trợ và sơ tán người bị thương ra khỏi khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy sở tập trung lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời triển khai quán triệt và thực hiện các nghị quyết. Qua đó tạo chuyển biến về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ sở, kịp thời đề ra những nội dung giải pháp cụ thể, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cấp ủy trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số chi bộ, đơn vị trực thuộc có sự khác nhau về đặc điểm, chức năng và đóng trên địa bàn xa, nên còn khó khăn nhất định. Nhiều đối tượng chính sách thường thay đổi, chất lượng dạy nghề, giải quyết việc làm, phân luồng học sinh còn hạn chế, cần khắc phục. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần ghi nhận nỗ lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời đề nghị sở phát huy hơn nữa sức mạnh nội lực, hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ra theo nghị quyết. Thời gian tới, ông cũng yêu cầu sở đánh giá cụ thể hơn hiệu quả hoạt động của các trường nghề trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chú trọng công tác phân luồng học sinh, xuất khẩu lao động, quan tâm giải quyết hồ sơ tồn động người có công, phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền vận động, đề xuất giải pháp hạn chế vấn đề đình công, lãng công. Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, sáng nay đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với sở này về việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thời gian qua, tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cũng chỉ đạo trong thời gian tới, sở tiếp tục phát huy nỗ lực thực hiện dự kế hoạch các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kết hợp với việc nâng chất các tiêu chí nhưng không chạy theo thành tích. Trong đó tập trung các tiêu chí về giao thông, cầu đường, đặc biệt là thu nhập của người dân, tăng cường tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay hiệu quả về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Long An là một trong 13 tỉnh thành trên cả nước và là một trong hai tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất về thành tích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 5 năm qua 2011-2015. Theo đó, trong vòng chưa đầy 2 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, toàn tỉnh đã có 50 trên 166 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 30%. Số tiêu chí đạt bình quân trên xã là 15,3 tiêu chí. Để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, Long An phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 53% tổng số xã toàn tỉnh. Từ đó, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2015, tương đương 56 triệu đồng một người một năm. Hệ thống chính trị cơ sở, từ nhận thức lý luận đến thực trạng xây dựng, củng cố, phát triển tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ. Đây là chủ đề của buổi tọa đàm khoa học do Sở Nội vụ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức sáng nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Nghị, nguyên tổng biên tập tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên đến dự. Đề tài: Hệ thống chính trị cơ sở với yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ thuộc chương trình nghiên cứu Tây Nam Bộ, được nhà nước nghiên cứu xác lập các luận cứ khoa học cho việc đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm thực hành dân chủ trong các thiết chế quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ hiện nay.
Theo đó, 9 báo cáo tham luận đã được trình bày tại buổi tọa đàm với các nội dung như tổng quan hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Long An, các đặc điểm của tỉnh Long An và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của chính quyền cơ sở, thực trạng về mối quan hệ giữa tổ chức đảng cơ sở, chính quyền cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh Long An, thực trạng công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, giải pháp đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại tỉnh Long An đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu cũng như các cán bộ đang công tác tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, để việc đưa đồng vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách được hiệu quả, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An không ngừng mở rộng số điểm giao dịch xuống tận các xã, phường, thị trấn. Nhờ đó đã phát huy tốt vai trò là một ngân hàng đúng với phương châm ở đâu nghèo khó, ở đó có Ngân hàng Chính sách Xã hội, mang lại niềm phấn khởi cho người dân. Đây cũng là nội dung mà phóng viên thời sự đề cập trong một ý kiến cử tri tuần này. Mời quý vị theo dõi. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 23 hàng tháng, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và chi vốn cũng như hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã Thạnh Quà, huyện Bến Lức là tập trung về Ủy ban nhân dân xã. Đây là điểm giao dịch định kỳ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi và thu nợ thu lãi đối với những khoản vay đến hạn. Là một trong những hộ được chi vốn từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư vào sản xuất, ông Nguyễn Văn Hường khá hài lòng với các buổi giao dịch tại xã. Thời đó mình phải làm giấy tờ mà rồi phải đi xuống tới với huyện với dai mà lỡ trục trặc phải trở về xã. Nhờ về tới xã mình á thì nó đỡ một cái là gần bên xã, có chuyện gì là mình làm liền trong giây lát là chút là xong rồi sửa lại giấy tờ lại là dai là bình thường. Tôi là tổ trưởng thì tôi cũng đồng hành là tôi đi thu lãi từng hộ gia đình ở địa bàn của mình quản lý, thì nói chung nó cũng gặp nhiều cái khó khăn là vì nông dân thì giờ giấc nó không có ổn định. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai như đường đi của nông thôn mình nó thì cũng khó khăn, cho nên nhưng mà vì cái sự là mình cũng là dân địa phương thì năng nổ hỗ trợ được cho dân địa phương mình có cái tiếp được cái nguồn vốn của ngân hàng. Ngoài việc tiết kiệm chi phí thời gian đi lại, ngay sau buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng, các tổ chức hội, đoàn thể của xã đều tổ chức trao đổi kinh nghiệm, phổ biến những chủ trương, chính sách mới nhằm tìm giải pháp phát huy tốt nhất hiệu quả nguồn vốn chính sách đến người dân. Đồng thời, ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng từ biển hiệu chỉ dẫn, bản đồ quy giao dịch đến thông báo các chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cũng được niêm yết công khai rõ ràng. Đối với xã thì là xã nghèo nên việc hiện nay thì cái nhu cầu vốn của bà con rất là lớn, thì được sự hỗ trợ của ngân hàng thì giúp cho bà con trong các cái chương trình vay vốn và của Ngân hàng Chính sách thì từng bước tạo điều kiện cho bà con cải thiện được cuộc sống ngày một tốt hơn. Hiện toàn tỉnh đã thành lập 192 trên 192 điểm giao dịch ở các xã, phường, thị trấn. Hoạt động giao dịch này đã góp phần giúp cho gần 3.300 tổ tiết kiệm và chi vốn quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh với hơn 130.000 hộ vay. Nhờ đó đã giúp cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách có vốn làm ăn, cải thiện đời sống, giúp cho hàng trăm lượt học sinh, sinh viên vay vốn trang trải kinh phí học tập. Ngân hàng Chính sách giúp đỡ cho các con có tiền học phí, đóng tiền trường. Rồi tôi thấy cái đó là một điều rất lớn đối với bản thân, gia đình. Từ chỗ đó cũng như là cứu ích làm nhiều để cổ vũ tinh thần tôi vững chắc để cố gắng nuôi con cho đến nơi đến chốn. Thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An tập trung củng cố, nâng cao cái chất lượng hoạt động, đặc biệt đó là cái chất lượng hoạt động giao dịch xã, rồi cái chất lượng hoạt động ủy thác, phối hợp chặt chẽ với hội đoàn thể, rồi tổ tiết kiệm vay vốn để làm sao mà truyền tải cái nguồn vốn đến đúng được đối tượng kịp thời, đảm bảo cho bà con hộ nghèo và đối tượng chính sách kịp thời có cái đồng vốn để tổ chức làm ăn hiệu quả.
giữa việc thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã và đang nối dài cánh tay là kênh dẫn vốn hiệu quả, góp phần cùng các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, một lần nữa khẳng định, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự là người bạn đồng hành của dân nghèo. Chuyển sang những nội dung khác, chiều ngày 24 tháng 11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã tham dự lễ trao thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An về thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, trên tuyến sông Dầm Cỏ Đông thuộc ấp 2 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Huệ phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 45.000 bao thuốc lá ngoại cùng 9 chiếc xuồng máy là phương tiện vận chuyển. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã trao giấy khen và thưởng nóng tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An 10 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Sở Công Thương và các doanh nghiệp hợp tác xã tỉnh Long An đã tham gia chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2016. Chương trình do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cùng trên 950 doanh nghiệp đến từ 36 tỉnh thành trong cả nước. Đây là năm thứ 5 liên tiếp chương trình kết nối cung cầu hàng hóa được tổ chức nhằm kết nối hai chiều giữa nhà cung ứng tại các tỉnh thành và nhà phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua 4 năm triển khai đã có gần 1.350 hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm được ký kết giữa các địa phương, giao thương hai chiều đạt trên 22.000 tỷ đồng. Riêng năm 2016, chỉ trong buổi sáng đầu tiên diễn ra chương trình đã có gần 370 hợp đồng biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Trong đó có 27 doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh Long An đã ký kết được 29 hợp đồng với các nhà phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa năm nay diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 11, gồm nhiều nội dung như hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, hội thảo giới thiệu và tập huấn đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Trong đó trọng tâm là triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc sản đặc trưng, kết nối trực tiếp giữa hệ thống phân phối và doanh nghiệp sản xuất cung ứng các tỉnh thành. Long An có 3 gian hàng với 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia trưng bày các nông sản đặc trưng của tỉnh như rau màu, gạo, chanh không hạt, chuối. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, quầy bán rau an toàn tại chợ phường 2 tiếp tục thu hút khách hàng. Hiện tại, mỗi ngày, quầy rau này bán khoảng 60kg. Quầy rau do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, huyện Cần Đức triển khai bày bán các loại rau an toàn được kiểm soát theo chuỗi. Tuy giá bán bằng với các quầy bán rau khác trong chợ, nhưng do vị trí quầy rau chưa được thuận lợi nên người tiêu dùng chưa biết nhiều. Điểm bán rau an toàn chợ phường 2 thành phố Tân An chuyên bán rau an toàn là sản phẩm việt gáp do hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, huyện Cần Đức phân phối. Để phân biệt với các loại rau khác trên thị trường, sản phẩm rau an toàn ở điểm bán này được đóng gói có in logo, nhãn mác rõ ràng. Thưa quý vị, tình trạng ngập nước được nhìn nhận là một trong những vấn đề đang ảnh hưởng lớn tới phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. Tìm giải pháp hữu hiệu và phù hợp với thực tiễn trong vấn đề chống ngập đang được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một cách khẩn trương với quyết tâm cao. Mưa lớn kỷ lục gây ngập, mưa nhỏ cũng ngập và không mưa cũng ngập. Mỗi khi đến đợt triều cường, trong nhiều năm qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã quá quen với cảnh sống chung với ngập do mưa và triều cường, ngập đường phố, ngập cả trong nhà, trong công sở, trường học, cửa hàng, quán ăn. Quận trung tâm hay huyện ngoại thành đều chung cảnh ngập. Nguyên nhân ngập đã được chỉ ra là do biến đổi khí hậu, do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, nhiều diện tích chứa nước không còn, tình trạng lấn chiếm kênh rạch diễn ra ngày càng tăng, hệ thống thoát nước còn rất thiếu và xuống cấp trầm trọng. Dân số của chúng ta là nó phát triển cơ học một cách rất là nhanh. Từ 3 triệu, 4 triệu sau 40 năm thành dân thành phố đã lên đến 10 triệu. Thì cái phát triển dân số cơ học này nó cũng đẻ ra cái việc mà là gây ra cái việc là ngập ở thành phố là vì nhà cửa chúng ta dày đặc lên, công trình xây dựng chúng ta dày lên. Thì khi mà thành phố bê tông hóa thì nước nó mưa xuống là nó ngấm và nó không ngấm kịp và nó không thoát được kịp thì nó cũng gây ra ngập. Để giải quyết tình trạng ngập nước,
thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai rất nhiều giải pháp cả công trình lẫn phi công trình với hàng ngàn tỷ đồng, huy động cả ngân sách thành phố lẫn nguồn tài trợ quốc tế. Thế nhưng theo đánh giá chung, công tác chống ngập của thành phố vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa tương xứng với mức đầu tư, chưa theo kịp tình hình của biến đổi khí hậu và sự phát triển nóng của thành phố. Cái vướng của chúng ta lớn nhất là tôi vẫn nói là cái phần quy hoạch. Quy hoạch người ta là tầm nhìn rất dài hạn, còn quy hoạch chúng ta là tầm nhìn nó bị trung hạn và ngắn hạn không. Và thứ hai là chúng ta bị thay đổi quy hoạch. Nhiều kinh nghiệm hay về chống ngập của các nước đã được nghiên cứu xem xét. Chuyên gia trong và ngoài nước cũng liên tục có những hiến kế chống ngập. Mới nhất, ngày 24 tháng 11, có tới 2 cuộc hội thảo liên quan đến vấn đề ngập tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức. Một lần nữa, các giải pháp đã được đưa ra. Trước mắt là hoàn trả lại cái mặt đất tự nhiên cho nước thấm, cũng như là giảm cái hình xây dựng các cái công trình ở khu vực mà có là cái hướng thoát nước chính của thành phố. Cái thứ hai là rà soát lại các cái quy hoạch trước đây đã được Thủ tướng phê duyệt, nhưng mà thời gian đó nó hơi xa so với giai đoạn hiện nay. Thì những cái dự báo hoặc do cái điều kiện tự nhiên nó có thay đổi thì mình phải rà soát lại cho nó phù hợp với tình hình hiện nay để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tôi có đề xuất là trong năm 2016 và 2007 này dừng toàn bộ chương trình chống ngập, dừng lại, tập trung lớn vô việc nhất là vấn đề là nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh, kênh mương, giải tỏa tất cả những điểm vướng đó. Tình trạng ngập nước tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một vấn đề nan giải, chưa cải thiện được một cách căn cơ và ngày càng có xu hướng gia tăng trầm trọng, phức tạp hơn. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ quan trọng là tìm giải pháp căn bản, khả thi, có hiệu quả cho toàn thành phố và từng địa bàn cụ thể. Đánh giá những giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua và những thiếu sót hạn chế để khắc phục, cũng như cần một chương trình chống ngập tổng thể cho toàn thành phố. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi sử dụng hình ảnh nhạy cảm và mục đích tống tiền. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Sơn Nam, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú ở tổ 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tại cơ quan công an, đối tượng Nam khai nhận, Nam là thợ chụp ảnh, trước đây do có quan hệ bạn bè với nạn nhân Nguyễn Thị Hắc, nên chị Hắc đã đến nhà đối tượng Nam để chụp ảnh thẻ. Trong quá trình thay quần áo để chụp ảnh thẻ đã bị camera quan sát nhà đối tượng Nam ghi lại. Đối tượng Nam đã lấy hình ảnh đó và cắt ghép với phòng nhà nghỉ. Sau đó, đối tượng lập nick Facebook ảo, gửi hình ảnh cắt ghép nhạy cảm cho nạn nhân và nhắn tin đe dọa sẽ gửi những hình ảnh này cho gia đình, bạn bè và người thân. Do đó, nạn nhân Nguyễn Thị Hắc đã sợ hãi và chấp nhận chuyển 12 triệu đồng cho đối tượng Nam. Hiện cơ quan công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Ngày 24 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với lái xe, đồng thời tiêu hủy 5,5 tấn thịt mỡ động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối. Số thịt và mỡ này do lái xe tải là Lê Cao Tiến, trú tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, chở từ Hà Nội về tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung và bị bắt trước đó. Khi kiểm tra, lái xe đã không xuất trình bất cứ một giấy tờ nào hợp lệ. Trước đó, vào hồi 9 giờ sáng 21 tháng 11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, đội quản lý thị trường số 2 và công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 51G05849, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R17659 và kịp thời phát hiện số lượng lớn thực phẩm mất vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên. Tiếp tục phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại huyện Đức Huệ và Đức Hòa, làm 2 người bị thương. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông phát hiện xử lý 136 trường hợp vi phạm, phạt 161 triệu đồng, tước 10 giấy phép lái xe.